Trường Đại học Hải Phòng tên tiếng Anh là Hải Phòng University, DHHP thành lập năm 1959, là trường đại học đa ngành, được thành lập tại Hải Phòng với tên cũ là phân hiệu trường đại học tại chức Hải Phòng. Qua hơn 60 năm xây dựng, phát triển trường đại học Hải Phòng hiện là sự hợp thành từ nhiều trường trong hệ thống giáo dục ở Hải Phòng, có ưu thế ở đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu, cơ sở vật chất được đầu tư lớn, bề dày truyền thống đào tạo các ngành sư phạm, kinh tế, kỹ thuật là địa chỉ đào tạo tin cậy, có uy tín của thành phố và các tỉnh lân cận. Sứ mạng của trường đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, là trung tâm văn hóa, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Đại học Hải Phòng nhận thức rõ từng điểm mạnh, yếu của bản thân nhà trường, cố gắng phần đầu hướng tới năm 2030 trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.